Chào các bạn đến với kênh của mình nha. Đó, hôm nay mình sẽ làm cái món ăn chơi nha. Đó là trái cây dĩa nha. Ở đây mình có nhãn tiêu nha. Rồi mãng cầu nè. Trái đu đủ nhỏ bé xinh ở nhà trồng. Rồi một quả xoài. Ở đây là mứt trùng ruột nhà mình làm luôn. Đây là sữa bò. Và đây là nước đá nha. Rồi giờ trước tiên mình rửa gọt xoài nha. Như thế này cho nhanh. Quỳnh Quỳnh con lấy mấy cái dĩa để là sẵn mẹ Quỳnh. Dĩa con này. Để hộp sữa rồi xuống đi cho nó trống chỗ. Hộp sữa này mà. Ừ. Cho nó trống chỗ đi. Để đây luôn rồi. Ừ. Rồi ấy cái dĩa ra, để bốn dĩa ra. Thơm quá chừng đây nè, không biết là nó ngọt dữ không đây mà nghe nó thơm quá nè. Ăn cái món này là vừa bổ mà vừa ngon đó nha mọi người, vừa đẹp da nữa, trái cây sữa vô là mình ăn rất là đẹp da nha. Bọt hết để bỏ uổng. Rồi giờ tới đu đủ nha. Nè đu đủ nhà mình trồng nè, đã rực luôn nè. Mà cái trái nó bé xíu à mọi người ơi, có tí nị à, không biết sao mà nó không chịu lớn nè. Chút gì không nè, nó cỡ trái dưa leo rồi đó, mà nó chín cỡ tươi luôn à. Nó nhỏ nhưng mà nó dày mà nó ngọt lắm. Cái này là nó chín ở trên cây luôn, là mình mới hái xuống chiều nè. Có nhiều đầy hộp. Cái món này mình cũng dễ làm mà. Mình mua trái cây ở chợ về, cái nhà mình có gì cái mình bỏ vô thêm nữa, cái mình lấy sữa ấy đá vô là xong. Rồi tới mãng cầu nha. Này cái mãng cầu to đùng luôn nè. Mãng cầu này là mãng cầu dai.
chuẩn ghê chưa. Ăn một đĩa này là ăn mát, mát lạnh luôn. Rồi giờ tới mình lọc nhãn nha. Nhãn này là nhãn tiêu nên thạch nó nhiều lắm, cái hậu nhỏ xíu à. À, toàn là thạch không nè mọi người, hậu có tí nỉ à. Con nhãn nhãn này ngon thiệt chứ, thịt thì cuôi luôn. Hỏi chị Hai coi ăn mứt chùm ruột không mày bỏ vô. Hai ăn mứt chùm ruột không? Dạ. Chị Hai ăn mẹ ơi. Ăn thử. Chị ăn thử. Chị chùm chờ không nè? Con ăn nha mẹ. Nếu chung cho mà thôi thì cũng nhiều món rồi thì được rồi. Cũng được rồi. Đơn giản đi. Đơn giản nhưng ngon thì được. Cái này mà có thêm trái táo vô nữa ha. Táo, chim chương. Như mít nó mới ngon, có mít vô nó mới thơm. Bên kia là xe xài ra nè. Xa chiều đi chợ mà không có mít, người ta không bán. Nhãn nhãn này ngon thì cái nhãn này hồng nhỏ xíu xíu à trời. Nãy quỳnh vô một chùm vô ăn. Ngon không? Hồng nhỏ xíu phải không? Dạ. Cái này à, còn là trái cây ngọt không à, nên mình bỏ sữa hết thôi, ăn ngọt nhiều quá cũng tốt. Ngọt của trái cây thì nên đỡ hơn chút, sợ là cái ngọt đường ngọt sữa. Bỏ rau câu vô nữa. Rồi xong. Còn lại như đây, để đây. Rồi giờ mình sẽ bỏ cái mứt chùm ruột vô nha. Này mứt chùm ruột nhà làm, nhà làm nên cái màu nó tự nhiên, chứ mình không có bỏ màu như người ta bán. Này là màu tự nhiên nha. Đã không? Rồi. Mình chế sữa vô. Chế miếng sữa vô. Viên nước đá vô nữa là xong. Quỳnh không ăn chùm ruột là mà không bỏ. Rồi bỏ viên nước đá vô nữa là thưởng thức. Ở tiệm thì người ta có bỏ cái si rô, còn nhà mình thì không bỏ ha. Mình không có thích ăn siro nên mình bị bỏ sữa ra, bỏ sữa và đá. Rồi
thưởng thức nha. Cái này của Quỳnh không có cái nào của cha nè. Này của chị Hai. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Để đi rửa tay coi. Đây cho càng lạnh càng ngon. Cho càng lạnh đó em. Chọn lên. Thấy chưa? Thấy được có cái càng ạ. Hút nước này. Này, mặn cầu. Quả na. Quả na. Mình đi ăn tiệm á. Ta không có bỏ mất chừng được. Là mà cái... ta bỏ mất con lưu đủ. Này, món này là mấy quả đây? Một loại quả, hai loại quả, ba loại năm. Quả, bốn loại quả, lưu đủ năm, ngũ quả. Dĩa này dĩa ngũ quả nha mọi người. Không là một dĩa thập quả. Ôi trời. Không đem mít nè, táo nè. Nhum chôm. Lòng. Chân giải. Lòng. Rồi nữa, nhum chôm. Cái này có dưa gan, bỏ vô cũng ngon nữa. Gan đi nấu. Khóm cũng ngon à. Có một mọt á. Cái gì chua chua vô. Cái lẫn méo.
lần nào cũng ghé vô ăn một ly đó. Mà đó 2.000 một ly. Mà sao ăn ngon dữ lắm. Nó làm như thiếu thốn nha. Chỗ chợ vòng nào cũng ghé chỗ đó ăn ly đó. Ngon mình có chị phụ đi bán đó. Chị bán trong ly chứ không có còn gì đó. Hồi đó chị bỏ cái mứt táo á. Ăn này cho mấy chục năm rồi. Chắc ba mấy năm rồi. Đá này cũng vừa đủ luôn. Món cò này ngọt mà bỏ ở đây cái mình có đá vô lạnh cái nó hơi chua ha. Nuôi con. Nuôi rồi. Quá trời hả không ạ. Rồi, thấy rồi. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp tiếp sau nha. Chào tạm biệt mọi người nha.